Liên quan đến những khúc mắc về việc biệt thự ở số 34 Hoàng Diệu, vốn là tài sản của gia đình nhà tư sản Trịnh Văn Bô cho một tướng lĩnh quân đội mượn hồi kháng chiến, song sau này thì vẫn mang danh nghĩa là nhà của nhà nước trao tặng và chưa có sổ đỏ. Ngày hôm nay thì bên lề hành lang Quốc hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết thành phố sẽ xem xét hoàn thiện về mặt pháp lý đối với trường hợp này. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, trước mắt thành phố và các đơn vị liên quan tập trung lo lễ tang cụ Hoàng Thị Minh Hồ, vợ nhà tư sản Trịnh Văn Bô, người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho cách mạng trong tuần lễ vàng năm 1945. Về vấn đề liên quan đến căn biệt thự số 34 Hoàng Diệu của gia đình cụ Hoàng Thị Minh Hồ vẫn chưa được hoàn thiện về mặt pháp lý, ông Hoàng Trung Hải cho biết đây là vấn đề đã tồn tại nhiều năm qua và cũng liên quan đến nhiều cơ quan khác nhau. Thời gian tới sau khi nội bộ gia đình cụ Hoàng Thị Minh Hồ thống nhất với nhau, thành phố sẽ tiếp tục xem xét giải quyết những vấn đề liên quan đến căn nhà này. Vâng, trước đó vào năm 1954 thì gia đình nhà tư sản Trịnh Văn Bô đã cho Bộ Quốc phòng mượn căn nhà số 34 ở Hoàng Diệu làm nơi làm việc và thời hạn là trong vòng 2 năm. Thế nhưng đã kéo dài đến 21 năm thì đất nước đã thống nhất và đến năm 1975 thì gia đình cụ Trịnh Văn Bô đã viết đơn để xin lại nhà. Đến ngày 9 tháng 9 năm 1994 thì vợ chồng nhà tư sản mới có quyết định của Thủ tướng về việc trả nhà với hình thức ghi trên giấy tờ là tặng lại. Thế nhưng mà đến tháng 3 năm 1995 thì quyết định này đã bị dừng lại. Về mặt pháp lý thì cũng có nghĩa là quyết định trên vẫn không thay đổi hiệu lực. Nếu nhìn nhận nó ở góc độ là các văn bản hành chính, chỉ là nó chưa được thực hiện đầy đủ. Được biết là nhà gia đình nhà tư sản Trịnh Văn Bô đã vào ở ngôi nhà số 34 Hoàng Diệu từ năm 2003 khi mà Bộ Quốc phòng bàn giao lại ngôi nhà cho Ban Tài chính quản trị Trung ương quản lý.